Rồi, để xuống đây giúp anh nhá. Anh cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhá. Để anh đỡ cho. Cảm ơn các em nhá. Alo, con nghe. Bố gọi con còn việc gì vậy? Con chưa, gần Tết con chuẩn bị sau cũng được bố ạ. Bố mẹ ở nhà đã sắm sửa nhiều đồ chưa? Có cần gì không để con gửi về cho? Con cũng chưa biết có về được hay không đâu. Con nhiều việc lắm. Con sẽ cố gắng sắp xếp ạ. Vâng ạ. Vâng vâng, con biết rồi bố ạ. Bây giờ con đang bận, có gì con gọi lại sau nhé. Con chào bố. Diễn hay quá nhỉ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng em chào anh ạ. À, thứ ba là gì không? Con chuẩn tập đúng không em ạ? Rồi, chính xác. Anh thứ tư. Có gì sao không ạ? Thế là làm gì vậy? Điện thoại anh đang không rồi. Biết đâu rồi. Là của vậy ạ, để dòng một chút nhé. Vâng, để em đi kiếm với anh ạ. Sao con không chơi cùng các bạn? Đợi đã con. Có làm sao không con? Con không. Ừ, điện thoại anh Nam kìa. Tí, tại sao con lại cầm điện thoại của chú? Con chỉ buồn một lúc thôi mà. Trả và xin lỗi chú mau. Tại sao con lại muốn mất điện thoại của chú? Con không muốn có điện thoại để bố mẹ gọi cho con đúng không chú? Con không muốn được về nhà ăn Tết hả? Giống chú. Đi về nhà ăn Tết với chú nhé. Tí, chuẩn bị xong cho con. Mình gửi ăn Tết cho ông bà nhé. Yeah.